Chào các bạn đến kênh Sơn Tắc 24 giờ. Rim nâng cấp đẹp như một giấc mơ, đố ai có thể cưỡng lại được. Với một cái chiếc rim đồ hôm nay, chắc chắn làm cho anh em cảm thấy chết mệt chết mệt khi chiêm ngưỡng được em ấy. Vì những món đồ chơi trên xe rất tinh tế, từng món đồ chơi được kết hợp với nhau một cách hợp lý, tạo ra một tổng thể cực kỳ hài hòa và cân đối. Cái chiếc rim đồ hôm nay được anh chủ là nhất mực phụ án khi bỏ ra khoản tiền lớn để trả lại cái tuổi thanh xuân cho nó. Ngoài diện mạo mới tên keng như vừa mới đập hùng, thì trên con xe này còn có sự cấp mặt với nhiều món đồ chơi giá trị liên hành, khiến em ấy được nhiều anh em mơ ước. Đồng hồ cơ thì quá nhàm chán, thay bằng đồng hồ của Oma Racing, hiển thị tất cả các công suất cần thiết trên một cái dòng xe hoặc cái màn hình LCD sắc nét. Trên màn hình còn có thêm một cái kim tua tăng cái cảm giác phấn khích khi cập lái. Đa số chi tiết ốc trên xe đều được làm bằng một liệu inox vừa mắt hơn ốc zin, mà còn có khả năng chống lại hiện tượng bị sét. Một vài chi tiết ốc còn được bổ sung thêm một cái lồng đèn màu đỏ để đồng điệu với tổng thể màu trên con xe. Bên cạnh những chi tiết như cái nắp đầu bò CNC 47, mình còn đặc biệt chú ý tính cái bình xăng của Oma Racing 28F, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái bài độ là 54 CNC mà người chủ đang sử dụng. Ngoài ra, mặt lợi thế về sự vận hành thẩm mỹ, chiếc xe còn được trao chuốt, chỉ dẫn cho mình một cái sự đồng nhất với những chi tiết nắp đầu bò CNC. Trên cái bình xăng con hàng hiệu, động cơ của xe còn cả tá hàng nối phụ tùng hàng hiệu cao như là bô bên sườn FST, bơm nhớt CNC, carbon titan vân. Trong đó đặc biệt là carbon titan, một trong những chi tiết được gia công hoàn toàn bằng thủ công, kích thước to vừa đủ để bổ trợ cho bề độ chiếc xe đang hướng tới. Ngoài logo Honda được nhấn nhá bằng cái tông màu đỏ rực, lốc nâu của con xe là một trong những chi tiết đáng chú ý với cái chiếc và đặc của Takawa, một món đồ chơi thường bắt gặp trên những bản đồ quay Dream Cup Future lẫn xa 7. Như một cái dàn chân trước trung thành với càng thắng nguyên bản, thì dàn chân sau trông là phá cách hơn bằng một cái càng thắng của bên Thái, theo phong cách của Suzuki cứng cấp. Thay vì ứng dụng cho mình là cái niềng của SL Aisan, thì người chủ lại chăm chút với cặp niềng của Race Boy để tăng thêm sự khác biệt độc đáo cho cái chiếc xe cường của mình với những người anh em khác. Cái điểm sáng giá nhất ở dàn chân không có gì khác ngoài cái cặp phục Holy bình dầu rời trị giá hơn 15 triệu. Mặc dù chiều cao như xin, nhưng khi gắn sẽ phải chấp nhận hy sinh phần nhỏ tí xíu trong quá trình vận hành để không bị cà cứng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lần nữa một cái tác phẩm rim độ cực kỳ đẹp nhé. Varo 110 tinh chỉnh xương xương. Với một cái chiếc Honda Varo 110 độ đến từ một bạn thiện bên dưới đây, cho nên ấn tượng hơn rất nhiều khi được trang bị vài món đồ chơi cao cấp xuất xứ đến từ phương Tây. Không chỉ làm chiếc xe có thêm một diện mạo ấn tượng, mà còn có phần hiệu năng sử dụng tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên, cái cụm công tắc on up của Dono mức giá khoảng 950k, nhỏ gọn để cụm ra không lộ bên ngoài quá nhiều khi mất thẩm mỹ. Phần bao tay hướng tới nguyên bản đến từ Dono mức giá là 450k, nhưng cái phần gù bên ngoài là gù chung làm bằng cái liệu nhôm. Lượt mở đi cái cụm phanh Nissan bản, người chủ đã nâng cấp chiếc xe thành cái tay của Rainbow Asset phiên bản Costa sử dụng một đoạn ống trong suốt kết nối trực tiếp với bình dầu Rainbow để chứa dầu thắng bên trong. Cái cách chơi này đang được rất nhiều anh em chơi xe chuyển sử dụng, vừa gọn gàng lại nhìn cực kỳ thích mắt. Giá của cụm thắng này hiện nay khoảng hơn 6 triệu, chưa bao gồm các chi tiết ốc titan cùng với bình dầu phụ. Rất nhiều chi tiết dự nhám được sơn nhúng carbon để làm một cái điểm nhấn. Cái cụm công tắc bên trái được là một sản phẩm đến từ Dono, mức giá Việt Nam khoảng 1,6 triệu. Ở dụng tay con của Acosta làm cho thắng một hệ thống phanh đựng sau. Phần cuối đuôi tay thắng khi có một lớp nhựa bảo vệ vô tình có cả cứng. Ở trên tay có thêm chức năng là chống gãy để giảm thiệt hại khi té ngã. Để thấy bề ngoài nhỏ gọn có cái phần diệt áo không bị cắt phét bất cứ chi tiết nào. Mẫu cụm này mức giá tầm khoảng là 4 triệu. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay theo dầu Rainbow Blitz 2 biết xứng. Ngoại hình được làm bằng cái liệt nhôm khá bóng nổi bật. Chi tiết đĩa thắng được làm thay đổi kích thước lớn tạo một cái sự điểm nhấn đi cùng với ốc D5 xe lục bảo. Bộ phận cái dòng sau theo tổ tiếng là của Holly tích hợp luôn bình dầu rời bên trên. Đây là bản mới nhất dùng chung cho hai đời là Valo X sử dụng. Phục này khá đặc trưng bởi cái tông màu vàng là son, không nhầm lẫn khi bắt gặp ngoài đường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share và subscribe.